Sáng ngày 20 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ hàng ngàn viên thuốc lắc. Sau thời gian điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt Nguyễn Thị Bích Mỹ, 29 tuổi, trú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và thu giữ của Mỹ khoảng 2.500 viên thuốc lắc, có khối lượng 976,8 gram, hai túi ni lông chứa 124,6 gram ketamin. Mỹ khai nhận số ma túy trên được Mỹ mang theo nhằm mục đích bán kiếm lời. Khám xét chỗ ở của Mỹ tại tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục thu giữ hai túi ni lông chứa 513,3 gram ketamin. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Huế tại số nhà 33, đường Nguyễn Cư Trinh, tổ dân phố 9, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, thu giữ 15 túi ni lông chứa 1.500 viên thuốc lắc có khối lượng 661,5 gram, 3 túi ni lông chứa 196,1 gram ketamin. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Bích Mỹ và Nguyễn Thị Huế là hai đối tượng cộng cán về mua bán ma túy ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Mỹ có một tiền án phạm tội về ma túy vừa mới ra tù năm 2021. Huế là đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 20 tháng 7, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ công tác của trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng đang tạm giữ hai ghe tải khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai và phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, khuya ngày 19 tháng 7, tổ công tác phát hiện 5 đối tượng đang bơm cát lên hai phương tiện ghe tải. Hai phương tiện ghe tải bị phát hiện gồm ghe tải số đăng ký LA01550 do Đỗ Minh Tâm, sinh năm 1983 ở ấp Tân Quý, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, điều khiển. Trên ghe có khoảng 8 mét khối cát sông và ghe tải không số đăng ký do Trương Hoàng Long, sinh năm 1990 ở ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, điều khiển. Trên phương tiện có khoảng 5 mét khối cát sông nước ngọt. Cả hai ghe tải không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của số cát có trên phương tiện. Điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngày 20 tháng 7, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản, gồm Võ Minh Khang, 17 tuổi, Nguyễn Văn Nhái, 21 tuổi, Nguyễn Công Hậu, 28 tuổi và Nguyễn Văn Gắm, 29 tuổi, cùng tạm trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 7, do không có tiền tiêu, 4 đối tượng trên đã rủ nhau cướp tài sản. Đến khoảng 23 giờ, phát hiện anh Dê, 29 tuổi, đang dừng xe máy một mình tại đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Đồng Xoài 3 ở xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Gắm đã sử dụng bình xịt hơi cay, làm nạn nhân bị choáng phải bỏ chạy. Sau đó, Nguyễn Văn Nhái lấy xe máy của anh Dê đem cất giấu tại bãi đất trống thuộc khu phố Bào Ké, thị trấn Tân Phú và cùng đồng bọn tẩu thoát về phòng trọ. Đến ngày 19 tháng 7, Công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 4 đối tượng trên. Ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt các đối tượng này đều còn rất trẻ, là sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội, gồm Dương Ngô Tùng, 21 tuổi, Nguyễn Thị Hằng, 21 tuổi, Nguyễn Thế Minh, 19 tuổi, Nguyễn Hữu Phong, 21 tuổi, Hoàng Văn Trung, 21 tuổi, Bùi Ngọc Duy, 21 tuổi, Hoàng Thị Minh Dương, 19 tuổi, cùng trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Trần Đình Nam, 19 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng người, sau đó lập các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với tên Thầy Thế để chạy quảng cáo và lập các tài khoản Facebook ảo vào bình luận công khai nhằm tạo lòng tin cho người truy cập. Khi có con mồi cắn câu, nhóm đối tượng này liền tìm cách tiếp cận, nhắn tin và tự giới thiệu có khả năng làm lễ cầu tài lộc bình an, trúng số độc đắc, dân sao giải hạn để lấy lòng tin và yêu cầu chuyển khoản làm lễ, sau đó chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5 đến tháng 6, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phát hiện 9 vụ việc với 27 trường hợp liên quan đến tham nhũng. Trong đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xử lý 2 vụ, 8 cán bộ chiến sĩ sai phạm có dấu hiệu liên quan tham nhũng tiêu cực thông qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, quản lý sử dụng đất tại công ty 990, đã kiến nghị và được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo lô thuốc siro trị ho và cảm lạnh Natricon đang được bán tại Cameroon có chứa hàm lượng chất độc hại diethylene glycol cực cao. WHO cho biết trên nhãn bao bì của lô siro này ghi thuốc do công ty Franken International Anh sản xuất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của Anh khẳng định không có công ty nào tên như vậy tồn tại ở nước này. WHO cảnh báo siro Natricon có thể cũng đang được lưu hành tại các quốc gia khác ngoài Cameroon, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của sản phẩm. Hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan Quản lý Y tế của Cameroon thông báo đang điều tra các trường hợp tử vong ở trẻ em có liên quan đến siro Natricon. Các chuyên gia dược phẩm cho biết, nhiều công ty vì tham lợi nhuận đã thay thế Robilene Glycol, một thành phần được sử dụng trong siro ho, bằng các chất khác rẻ hơn nhưng độc hại như ethylene glycol và diethylene glycol. Những chất này có thể gây đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, thay đổi trạng thái thần kinh, tổn thương thận cấp tính và nhiều triệu chứng khác. Trường hợp ngộ độc nặng có thể dẫn đến tử vong. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội kết quả công tác phòng chống mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị bộ ngành liên quan sớm có văn bản quy định hướng dẫn để thống nhất việc xử lý mại dâm nam, mại dâm đồng tính. Tại các khu vực công cộng, hiện còn 17 điểm, tụ điểm, tuyến đường có nghi vấn hoạt động mại dâm đứng đường hoặc dùng xe gắn máy chạy theo chèo kéo khách mua dâm. 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã kiểm tra 2.609 lượt cơ sở, xử phạt 618 cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa thông tin, phòng chống tệ nạn xã hội.